Thằng nó trốn nó đi một mạch. Đến giờ chưa về. Nó thừa biết rồi. Chắc lối đi cũng đi. Không, đi làm ấy. Nó cứ nhìn sẵn đơn đẩy lên, lên group đấy là chủ động đi thôi, nhưng mà chính là đi mẹ nó chờ nó đéo dám đối diện mặt mình. Đi trẻ chữ chứ không lòng hoàng cũng đấm vào mặt đấy. Bởi vì mình nói rồi, làm cái gì cái cứ chủ động là một, hai nữa là phải kiểm tra sao nó kỹ lưỡng. Mẹ nói chứ có khách hàng thì nó mới nuôi mình, nhưng ông làm vớ vẩn. Khách hàng là người nuôi mình. Như là điện, cái mẫu. Thật sự là bá điện cách đây tầm khoảng gần nửa tháng rồi. Mà từ cái hẹn lưu hiện tới đến nay ý là mình sao mình muốn kéo dài thời gian ra để người ta giảm cái nguôi cơn giận đi. Cái đấy nó cũng là một cái nghệ thuật. Chứ mình tự nhiên mình đi lao đầu điện phát mình lao xuống thì đúng ăn cho đủ vô mặt. Ừ. Như thực tế cũng bạn chả phải gì đâu, nhưng mà chửi theo kiểu phong cách, nhớ gặp được luôn luôn hôm đấy thì cái cơn người ta đang tốt giận bức xúc không hợp lý. Thế nào bảo anh ở lại ăn cơm uống rượu với chúng tôi. Nhờ thôi riêng đi về chạy về phát phi xe vào. Đại ca bảo là đi, ngồi tranh tránh nha. Chỉ cho một cái lát giò lụa này đi. Ớt tươi, ớt xanh, ớt sừng, nhìn bà thi quả bảy BMW 750 vào. Nhìn tòa nhà chỗ mai dịch cửa bà ấy, với kinh hồn đó nào à, thẳng đường chỗ thẳng đối diện với Văn Tư Dũng chạy sang đấy, đường đi vào nghĩa trang nhà hỏa Lê Thọ đấy, rồi Lê Thọ Trần Vĩ kẻ thắng vào tòng Trần Vĩ mẹ nhìn tòa nhà bà ấy thì đấy là Trần Vĩ, nó phải từ đầu qua làng qua nhà tăng lễ chưa, qua cuối đường ta gần cuối đường đấy rẽ phải qua trường quốc tế của trường Hàn Quốc chưa, gọi là từ cái ngã từ nhà tăng lễ đấy ở bên đầu trong ấy về sang đấy chạy vào tầm khoảng thêm hai ngõ nữa, nhưng mà rẽ bên phải không, chui vào cái khu mảnh đất nhà bà phải từ đấy ra đến cổng là kìa, còn xây xi đất từ bằng gỗ không, xi đất từ cái đời lòn rồi xe rồi tầm khoảng gần chục cái. Nhìn mình quá mẹ đi, căn bản là mình cũng chỉ là thằng bán như tuần lễ việc bà có thì mẹ biết vậy. Có chẳng qua là bà mời về nhà mình nhìn thấy mẹ cái giang sơn nên là mình chờ. Hãy subscribe.
Đây bắt đây 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 đây. Đây là muôn thủa. Nó phải vậy. Ra chưa? Đang nằm võng thôi. Đang võng à? Vậy chắc là phải này giờ này bố vàng này thứ ba đúng không, chắc là tầm khoảng chủ nhật ra đây tối bữa kia là đây. Đừng nói trước, cũng giống như tối hôm hòa bình này được rồi. Đại bảo số tao khổ rồi, em vào bản trà to đâu cái đang trà trà len. Ngồi tại gia luôn. Ờ, ngồi tại tư gia. Hưởng thụ ẩm thực. Ờ, trói chặt nguyên quan. Tâm nó phải gớm vậy chứ, còn cái loại mà giờ này mới ngậm cái tâm rồi bắt đầu nằm vánh như đấy, kiểu tỏ vẻ mình vừa ăn uống thì nó cũng chỉ là thường thôi. Không biết là để được miếng nào mồm. Ho mà được, đeo mẹ nó bình thường. Mình như cánh mình biết thì hôm nào hết tiền nó cứ ngậm cái tâm giống như vậy biết. Dù là đi ba chuyến rồi nhưng mà vẫn gầm tâm bình thường. Vô công rồi nghề, bây giờ mới ăn giờ này nhé. Còn đây, đây giờ là cứ ngồi tại tư gia chúng ta là hưởng thụ trói chặt nguyên con. Này bố hàng gì đây? Và bố hàng gì đấy? Bốc hàng Mitsubishi ấy, Mitsubishi nó thải ra ấy. À rồi. Các loại nồi cơm rồi tủ lạnh bếp ga bếp nấu các loại linh tinh rồi đó. Kiếm ít này mà dùng. Có con cặc nó đếm hết. Địt mẹ mất mình đền đi. À chạy ra nhớ ghé ấy cái bình nhá. Ờ để xem nhá. Ừ. Bình này to lắm. Thì bình nhẫn to mà 150A mà. Thì bé điện khỏe lắm, nhưng mà đéo biết như thế nào. Điện khỏe thì để dùng, nếu mà dùng thì không dùng được. Cái này là nó hiểu mà mình xin để thay thế, nhớ không? Nó nói thẳng luôn mà. Ờ nằm đi, tôi nhậu xong tí nữa lúc nào tôi say thì điện. Cứ phải đe dọa vậy thì mẹ buồn. Mới tròn không? Đi kẻ cứ mình tiếc địt mẹ, bắn bấy mới nghỉ cái bình mới lù. Địt mẹ mà đéo mua, sợ đi tù. Bạn bạc cái, bấy mươi nghìn bạc cái. Bỏ rẻ đi về cái đấy về thắp điện khi mất điện cũng cứ ngon lại đéo mẹ ấy kéo cả điện lưới được, trong 50A nó phải to như yên xe cơ. Em ở đâu mà không lấy rồi mẹ bọn nó móc trộm mà xe lù ấy, thế nó bảo anh mua em bán cho đi mẹ em mua này làm lồn này. Không phải mua mà mình chỉ sợ đi mẹ mày nó. Thế hôm vừa rồi thằng cu em ở trên thành phố nó cho cái muốn đổi lấy cái bình của cái loại xe 4 chân đấy. Ừ. Thế là nó cũng như vậy nhưng mà thì mẹ mình muốn đổi cái bình 4 chân nó bây giờ nó dùng nó khỏe. Chui gì đâu. Nó chạy rốt đa rồi mình yên tâm. Chứ nói nhiều vì mới địt mẹ mới mua về cái bị sụt cực luôn. Địt mẹ giờ phải gần cuối bao rồi ớt nó mới ra nước.